Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng người trồng hoa tại xã Phủ Mầu, thành phố Huế lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì hoa Tết mất mùa. Với người trồng hoa thì vụ Tết là vụ mùa được trông đợi nhất trong năm, nhưng những diễn biến từ tình hình thời tiết và tác động của dịch bệnh COVID-19 nên có vẻ như năm nay là một năm triệu nàng âu lo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm ven thành phố Huế, làng hoa Phủ Mầu vốn nổi tiếng là làng hoa truyền thống, chuyên cung cấp hoa Tết cho thị trường cả tỉnh. Những ngày cận Tết trước đây, không khí cả làng như ngày hội khi những cánh đồng hoa nở rộ. Thế nhưng trái với tâm trạng phấn khởi, mừng vui từ những vụ mùa bội thu của các năm trước, năm nay bà con trong làng triệu nàng âu lo. Bên năm đi là quá như hoa đâu chứ hư hại hết, vì quá như vì mưa mấy trận mưa nữa đấy. Mưa hư hết, hư cây hư cổ hết, chứ rưới nó quá nhưng lên đi bằng lây lăng thì dỗ đâu hết đó. Thanh chi năm đi là bông thu năm ngoái. Nó ngủ là quả đẹp luôn, năm nay quả dễ sờ luôn. Năm nay thất mùa, năm nay bị dịch giặc đâu, chứ mấy hồ trồ chẳng có bà không làm luôn. Họ nói chờ làm bán được. Chứ nữa năm nay ngọt bóng hứa chùa có chí mốt. Cho năm ngoái là tốt lắm, năm ngoái mê đấy 2 vô, bên đây 2 vô là 4 vô, tốt cái sao lắm. Họ về mua bằng 200, 300, mà năm nay chứ không có. Thời tiết không thuận lợi, cộng thêm những tác động từ dịch COVID-19 khiến nhà vườn trồng hoa đứng ngồi không yên. Dù gặp phải khó khăn, thiệt hại, nhưng những hộ trồng hoa hiện đang cố gắng khắc phục, chăm sóc cả công đoạn còn lại để đảm bảo nguồn hoa cung ứng cho thị trường hoa Tết năm nay. Ông dân đây hàng vẫn chịu khó, mà nên làm hàng cũng giống như 10% thì hàng con cỡ 50% thôi. Là chịu khó đấy đó, là cố gắng làm lại con, nếu hàng mắng chịu khó là bỏ phế là ngon, bỏ hết. Toàn xã Phủ Mầu có hơn 11 hecta trồng hoa và bán vào dịp Tết Nguyên đán. Trong đó chỉ có vài chục hộ là trồng hoa quanh năm, nhưng đến cuối năm thì hầu hết các hộ dân trong xã đều chuyển sang trồng hoa phục vụ Tết. Về phía chính quyền địa phương cho biết, thời gian tới sẽ khắc phục và hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó sẽ có cơ chế chính sách khuyến khích động viên người trồng hoa, hướng dẫn người dân chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón, đất đai để chuẩn bị cho vụ hoa mới. Trước tình hình đó thì địa phương cũng đang tăng cường vận động bà con tranh thủ để mua thời tiết nắng để ra chăm bón. Cái thứ hai nữa thì cũng đang đề nghị là thành phố quan tâm để giúp cho bà con nông dân về cái phân bón, hợp đồng các cái đại lý để có cái phân bón cho thích hợp cho bà con. Dẫu lo âu thấp thỏm, nhưng người trồng hoa làng Phủ Mầu vẫn hy vọng về một vụ hoa Tết trọn vẹn niềm vui, để từng giỏ hoa tươi sẽ đến khoe sắc, cùng nhà nhà, người người đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc.